Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV. Đã rất lâu rồi em không làm được một cái video nào về hướng dẫn cách lấy đồ phụ kiện. Thì hôm nay nhân tiện đi lấy hàng cho một bạn khách sỉ thì em cũng quay cho các anh chị cũng như bạn bè xem cái video về cái đồ phụ kiện của đồ nam. Có một cái video nói về đồ phụ kiện đó là dây lưng visa thì em đã quay rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người rằng muốn lấy đồ phụ kiện như là giày dép này, túi xách này, ba lô này, mũ hoặc dây lưng thì lấy ở đâu. Khi mà đi lấy đồ nam thì các bạn có thể thấy là ở dưới khu tầng 1 ấy cũng có 2-3 quầy rất là to. Nhưng mà những mặt hàng đó thì đa phần là những mặt hàng cao cấp. Giá xỉ của nó thì trung bình dao động từ hơn 200 đến 400-500 cơ. Còn nếu mà bạn nào muốn bán những mặt hàng trung bình giá vừa phải đến đắt hơn một chút thì các bạn có lên trên tầng 2. Hiện tại thì em đang ở trên tầng 2 của chợ Sơn Long. Có rất là nhiều bạn không biết thì sẽ không biết lên tầng 2 đâu. Thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi những người ta bán hàng ở tầng dưới, hoặc là các bạn có thể hỏi bất kỳ một ai là muốn lấy đồ giày dép phụ kiện nam thì lấy ở đâu thì mọi người sẽ chỉ cho các bạn. Riêng về đồ nam thì các bạn có thể lấy đủ cả quần áo, giày dép, không sợ thiếu mẫu mã gì ở chợ cả. Nhưng mà đồ nữ thì không có nhiều giày dép bằng đồ nam. Đồ nam thì các bạn có thể là vừa bán quần áo vừa lấy giày dép. Ở đây có đầy đủ các mẫu mã cho các bạn mở một shop luôn. Đó, nên các bạn cứ yên tâm, bởi vì là cái khu vực của đồ nam nó không quá rộng nên là mình có thể đi hết tất cả các chỗ để tìm đồ cũng được. Các bạn lấy xong quần áo thì các bạn có thể lấy lên phụ kiện. Lịch trình để đi lấy hàng cho một cái cửa hàng mà mới mở, hoặc là một bạn nào mà mới mở shop mà muốn lấy hàng mà không biết là lấy bắt đầu từ đâu ấy, thì cái việc đầu tiên mình khuyên các bạn nên lấy quần áo trước đã. Thì lúc nãy mình đã nhặt xong quần áo cho bạn ấy rồi, mình đã nhặt được 6-70 triệu tiền quần áo cho bạn ấy rồi, và bây giờ còn dư khoảng 20-30 triệu. Thì bạn ấy muốn lấy giày dép cũng như là phụ kiện dây lưng visa thì hiện tại mình đang dẫn bạn ấy lấy giày dép trước. Đây có rất là nhiều mẫu mã các bạn nhé, mình có thể lấy theo ý, và mỗi một mẫu này thì các bạn đa phần phải lấy theo gì. Thường thì mình đưa đi thì mình cũng hay nói với các anh chị chủ shop là bởi vì là các bạn mới mở nên là ưu tiên cho cắt bớt một size hoặc hai size to đi, hoặc là bớt một hai size nhỏ đi theo tùy ý của các bạn lựa chọn. Nhưng mà thường thì các chủ shop sẽ cho các bạn cắt size to, chứ còn thường size nhỏ thì rất là dễ bán, các bạn đừng cắt. Mẫu mã thì mình có thể chọn theo tùy ý, giá cả thì công khai. Ở đây là giá buôn rồi các bạn nhé, không thể mặc cả theo như kiểu mình nói 5 thì mình bớt 2-3 đâu, hoặc là nói 10 thì mình bớt 5 đâu. Mà các bạn chỉ có thể là xin bớt gian lộc ra hàng thôi, chứ không thể theo kiểu bớt quá nhiều được. Nên là đây là một cái cách mua bán buôn ở dưới chợ Ninh Hiệp để mình nói cho các bạn hiểu, để các bạn sau này đi khỏi bỡ ngỡ, hoặc là các bạn cứ đứng kì kèo mà cả. Mặc dù có rất là nhiều bạn mình đã nói trước tất cả những điều này khi đi lấy hàng rồi, nhưng mà khi mình đưa đi thì các bạn vẫn đứng xem rất là kỹ từng chi tiết, từ A đến Z, rồi là mặc cả kì kèo. Thì thật sự với các bạn là tôi biết là các bạn mới lần đầu đi buôn thì các bạn cũng băn khoăn, các bạn cũng suy nghĩ, các bạn lo lắng, các bạn sợ bị bắt, rồi các bạn sợ bị đắt này kia. Nhưng mà thực ra không phải các bạn ạ. Khi nào mà các bạn đi lấy hàng rồi, các bạn mới biết rằng ở đây là chợ buôn, nên là cái giá người ta báo ra thì thường sẽ là giá xỉ, chứ không có sự nói thách hay mặc cả ở đây. Video cũng sắp hết rồi các bạn ơi. Vậy thì mình cũng tổng kết lại, nếu như bạn nào muốn mở một shop nam thì các bạn hãy nghiên cứu kỹ các video của mình, hoặc các bạn có thể có điều kiện thì lên chợ chơi một lần. Các bạn đi vòng hết các khu Sơn Long, Phú Điền và khu mới đằng sau Sơn Long các bạn nhé. Có rất là nhiều đồ để các bạn lựa chọn, để các bạn thấy ưng ở đâu thì các bạn nhặt ở đó, cứ không bắt buộc là phải nhặt một nhà đủ mẫu, mà có thể đi mỗi nhà nhặt một chút. Khi mà các bạn nhặt xong đồ phụ kiện rồi thì các bạn có thể là khi mà các bạn nhặt xong quần áo rồi ấy và các bạn còn dư tiền và các bạn muốn cái cửa hàng của các bạn phong phú hơn, thì các bạn có thể là nhặt thêm một ít phụ kiện như từ dây lưng visa, mũ, giày thể thao, dép, cũng như là những cái đồ trang trí cho một cái shop của các bạn để hoàn thiện và đẹp hơn. Nếu mà bạn nào mà không hiểu hoặc là các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0978649990. Mình xin lỗi các bạn vì thời gian này mình quá là bận luôn nên không thể ra video thường xuyên để dành cho các bạn được. Các bạn nào mà thắc mắc mà còn khó hiểu hoặc gì thì các bạn cứ alo trực tiếp, chứ các bạn đừng nhắn tin. Bởi vì đôi khi nhắn tin mình sẽ không trả lời ngay được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của các bạn, mà các bạn sẽ không biết là nhờ ai để giúp đỡ trong cái khoản mà các bạn đi lấy hàng, thì các bạn cứ gọi cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.